Giả sử xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về con đường Tây Du Ký có thật trong lịch sử. Trong lịch sử, nhân vật Đường Tăng là một nhân vật có thật. Trong những năm chinh quán dưới thời vua Đường Thái Tông, khoảng 627-629 sau công nguyên, Đường Tăng hạ quyết tâm sẽ du hành tới Ấn Độ để mang về các bản kinh nguyên gốc. Nhưng lúc ấy, nhà đường vừa mới dựng lập khu vực biên giới đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Việc xuất quốc là bị nghiêm cấm một cách nghiêm ngặt. Ai cố tình vi phạm sẽ bị coi là gián điệp. Đường Tăng đã hai lần gửi tờ sớ chính thức xin đi tới Ấn Độ thỉnh kinh. Nhưng cả hai lần yêu cầu của ông đều bị từ chối. Muốn xuất quốc thì không còn cách nào khác là phải bí mật rời khỏi đất nước. Lúc này có hai tuyến đường chính từ Trung Quốc đến Ấn Độ thông qua hai con đường tơ lụa trên bộ và trên biển trên bộ xuyên qua sa mạc phía tây, còn đường biển thì xuôi xuống Đông Nam Á rồi tới Ấn Độ. Và Đường Huyền Trang đã chọn con đường trên bộ. Năm ấy nạn đói xảy ra, triều đình đã cho phép người dân rời bỏ nhà cửa để mưu sinh ở khắp nơi. Đường tăng tận dụng cơ hội ấy để rời kinh đô Trường An và du hành về phía tây. Ông từ Trường An vượt qua thành Tần Châu, Lan Châu và tới thị trấn biên giới Lương Châu ngày nghỉ đêm đi âm thầm vượt khỏi ngọc môn quan để đi về phía tây thế nhưng ngay sau đó đường tăng bị lính canh phát hiện ra cuối cùng ông đã bị giam giữ lại và tra khảo nhưng những người lính này khi nghe được trí nguyện kiên định của đường tăng là muốn đi đến tây trúc để thỉnh kinh nên đã thả ông ra từ đó đường tăng lại tiếp tục đi bộ ngày đêm không ngừng nghỉ ông cứ thẳng bước đi ba ngày ba đêm không nghỉ vậy mà vẫn không ra khỏi được sa mạc rộng 800 dặm. Đó chính là sa mạc tác làm ma can hùng vĩ của Tân Cương ngày nay, nơi khu núi Hỏa Diệm Sơn ngự trị. Ông bắt đầu kiệt sức và mê man bất tỉnh vì đói khát. Mặc dù là một vùng đất khắc nghiệt, nhưng sa mạc Ta Làm Mà Căn vẫn có những ốc đảo xanh tươi. Và đường tăng thật may mắn đã gặp được vùng đất ấy và được cứu thoát. Sau khi đi qua sa mạc, đường tăng tới được vương quốc cao sương quốc vương cao sương cũng là một phật tử kính tín phật khi nghe tin tức về đường tăng ông đã cử sứ giả đến nghênh nón gặp được đường tăng nhà vua đã bằng mọi cách thể hiện lòng kính trọng mến mộ của mình nhà vua còn cố gắng ép buộc đường tăng ở lại nước cao sương để truyền đạo cho dân chúng bằng ý chí kiên định của mình đường tăng đã làm cho nhà vua cảm động khôn cùng cuối cùng nhà vua đã đồng ý để ông ra đi đường tăng tiếp tục cuộc du hành về phía tây dọc theo chân núi Thiên Sơn và đến đường Suya vào năm 629, thủ đô của đế chế Tây Đột Quyết, ngày nay là Kyrgyzstan. Người dân tại đây theo Hòa giáo, một tôn giáo cổ đại dưới thời các đế chế Ba Tư. Ở đây, đường tăng được đón tiếp theo phong tục hiếu khách. Đổi lại, ông giới thiệu tư tưởng Phật Pháp của mình và được quốc vương Tây Đột Quyết rất thán phục và muốn giữ đường tăng ở lại một lần nữa đường tăng từ chối và cuối cùng nhận được sự ủng hộ của quốc vương ông lại tiếp tục hành trình của mình ông xuyên cao nguyên tây vực đến samarkand ngày nay là thành phố lớn thứ hai của uzbekistan sau đó tiếp tục đi qua thành phố Bonk thuộc afghanistan ngày nay và tới ba miền thuộc miền trung afghanistan hiện nay nơi mà ông gặp được pho tượng phật khổng lồ trên vách đá ba miền là một thành phố nằm ở vị trí trung tâm của con đường tơ lụa với sự pha trộn ảnh hưởng từ hy lạp thổ nhĩ kỳ ba tư ấn độ và trung quốc giữ vai trò là ngã tư giữa đông và tây với mọi hoạt động giao thương phải đi qua đây thung lũng ba miền cũng đánh dấu điểm mở rộng về phương tây nhất của phật giáo tại ấn độ báo hiệu tây trúc đã rất gần với đường huyền trang trải qua bao nắng mưa khổ cực tai họa chết người nhiều cám dỗ khó cưỡng, vẫn một lòng hướng Phật, quyết trí thỉnh kinh. Huyền Trang vượt qua dãy Hindu thử thách cuối cùng và đến được khu vực Kandara, thành phố Hoa Sen trong tiếng Vạn. Đây là trung tâm của Mahajana Buddhism hay Phật giáo Đại Thừa phía Tây Bắc Ấn Độ Cổ Đại. Ngày nay là khu vực hợp lưu sông Kabul và sông Swat thuộc Tây Bắc Pakistan và Đông Bắc Afghanistan. Tại đây, đường huyền trang được giới hiển đại sư, một vị cao tăng của chùa Nalanda nhận làm đệ tử. Theo điển tích, đường tăng đã phải vượt qua 10 vạn 8 ngàn dặm mới có thể lấy được hơn 650 bộ kinh Phật về đến quê hương. Hai năm để chinh phục 10 vạn 8 ngàn dặm, quả thật đây là một trong những con người có ý chí mạnh mẽ nhất trên thế giới. Theo hệ đo lường cổ của Trung Quốc, một dặm Trung Quốc bằng 500 mét ngày nay, tức là quãng đường 10 vạn 8 ngàn dặm đường tăng đã đi qua bằng 54.000 km hiện nay. Và theo nhiều ghi chép trong lịch sử, đường tăng đã vượt qua quãng đường này chỉ trong 2 năm. Mặc dù con số 10 vạn 8 ngàn dặm có thể là tượng trưng, nhưng nếu đo khoảng cách từ Tây An Trung Quốc đến khu vực gần Nara theo các tuyến đường bộ hiện nay, con số sẽ rơi vào khoảng 5.400 km.